Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Miếng đà xà cổ đế ngọc cuối cùng đã vào tay rồi. Cái gọi là liên quân của các ngươi thương vong cũng quá nặng nề rồi đúng không? Lần sau gặp lại, chính là ngày ta trở thành đấu đế, các ngươi quỳ trước mặt của bổn tọa. Đừng hòng đi. Cổ thúc thúc. Cổ tộc. Đại tịch diệt chỉ. Ây da. Ha ha, Cổ Nguyên, ngươi không ngăn được ta đâu, sau này sẽ gặp lại. Khụ, khụ, Cổ thúc thúc. Hộc hộc, Hồn Thiên Đế, Cổ tộc trưởng. Sau trận chiến của dãy núi Táng Thiên, Hồn tộc nhiều lần mai danh ẩn tích. Liên quân đóng quân ở Thiên Phủ Liên Minh. Vì đề phòng Hồn tộc lén lút mở ra động phủ Cổ Đế, Cổ Nguyên tộc trưởng dùng sức mạnh của linh hồn đế cảnh, ngày đêm giám sát lối ra vào của hồn giới. Sau khi trải qua khổ nạn, Tiêu gia cuối cùng cũng đã được đoàn tụ rồi. Dược lão cưỡng ép tuyên bố cách chức, do Tiêu Viêm tiếp nhận vị trí minh chủ của Thiên Phủ Liên Minh. Nhiều người mong chờ. Mấy tháng sau, đại quân liên minh nổi trận lôi đình xuất kích, đem tất cả phân điện của hồn điện che giấu ở trên tất cả đại lục Trung Châu hóa thành nơi bỏ hoang. Nhưng mà trong từng trận đại chiến oanh liệt này, minh chủ mới Tiêu Viêm của Thiên Phủ Liên Minh chưa bao giờ lộ diện. Tiên tổ, ta đã quay lại rồi. Hậu bối vô năng không thể ngăn cản được Hồn Thiên Đế, chiếc chìa khóa cuối cùng cũng rơi vào trong tay của hắn rồi. Tiên tổ, không, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu. Cho dù như thế nào, nhất định cũng phải ngăn cản Hồn Thiên Đế, tấn thăng đấu đế, nếu không cả đại lục sẽ hóa thành địa ngục. Cửu Huyền Kim Lôi, ngươi, tinh khí vẫn còn nóng nảy như vậy. Ta ngược lại muốn xem thử, ngươi có thể bạo ngược thành ra bộ dạng như thế nào. Qua đây cho ta. Ha, Tiểu Y. Hóa hỏa vi đỉnh. Hỗ trợ vạn loại bí bảo linh dược. Dùng cửu huyền kim lôi làm vật liệu chính. Một tháng sau, Đan lôi, cuối cùng cũng tới rồi. Ha ha, muốn chạy. Vất vả luyện chế lâu như vậy, sao có đạo lý để con ngươi bỏ chạy được chứ? Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé. Lần này có thể có bao nhiêu thăng cấp đều phải dựa cả vào ngươi rồi. Huyền đan cửu phẩm, lôi kiếp đan thành đan.